Đấy, giới thiệu với các bác, đây là cây phi điệp trắng Hà Đông. Đấy. Rồi, trông khá là nét. Đây là bông hoa của cái cây phi điệp trắng Hà Đông. Cây này hiện giờ nó đang nở vào, bây giờ là buổi chiều, 4 giờ chiều. Cây này nó vẫn rất là cao, cánh nó vẫn cong, rất là đẹp, cánh bay. Nó không bị rủ như các cái cây hoa khác. Ví dụ như cây nhiều cây phi điệp là nó bị rủ, nó không thể bằng cái này được. Cái này thì nó đến giờ chiều như này là nó vẫn rất là tươi, xong màu nó sáng thế nhỉ. Cái này nó trắng đấy. 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 Cái này phi điệp đột biến trắng Hà Đông. Cái này là cây trắng rừng. Đây. Đây. Rồi em sẽ quay tròn thêm một lần nữa. Đây. Đây cái nền xanh quay bằng điện thoại. Trông cũng hơi trắng hơn thật. Nhưng mà cây trắng Hà Đông này nó cũng là một cây rất là trắng. Và nó có từ rất là lâu đời rồi. Cây phi điệp đột biến trắng Hà Đông. Đấy, thì đây cây này nó rất là bé mà nó đã có thể ra hoa rồi. Thì đây là cái hoa của nó có hai mắt ra hoa thì nó được 4 nụ. Nào, đây. Đây là tổng thể cây. Cây này thì mầm của nó khoảng 10 cm. Thân này của nó khoảng 35-40 cm thôi. Đây là tổng thể một cây. Thì đây thì em cũng giới thiệu về cái cây trắng Hà Đông là như này. Về nguồn gốc ấy, thì ngày trước thì cũng nghe nói qua là cái cây này nó xuất xứ ở vùng miền trong. Nhưng mà không biết chính xác là vùng nào. Nhưng mà được được sưu tầm về từ khoảng cách đây khoảng mười mấy năm, năm 2019 thì khoảng chục năm, cách đây khoảng chục năm thì bác Quân Hà Đông sưu tầm về. Và ngày đấy thì hàng va đột biến thì không ai chơi mấy. Nhưng bây giờ thì cháu lưu va lên rất là nhiều. Cây này thì là cây rất là siêng hoa vì nó là vùng miền trong. Thì bác Quân bác sưu tầm về thì nó nở ra được hoa màu trắng. Hoa màu trắng thì cái cây cây này thì về sau đổi gọi là trắng Hà Đông. Bởi bác Quân bác ở Hà Đông, ở Vạn Phúc Hà Đông nhưng mà gọi là trắng Hà Đông bởi vì nó gọi tên theo địa phương thì nó sẽ dễ hơn, dễ nhớ hơn. Đây em cây này đang nở vào dịp tháng 4 năm 2019. Bây giờ đang là cuối tháng 4 năm 2019. Sắp nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5. Thì cây này là em giới thiệu về cây trắng Hà Đông một chút về thân lá xong hoa. Đây. Đây là cái mầm gốc. Mầm gốc của những cây va đột biến ấy thường là những mầm gốc nó sẽ là mầm sáng và xanh sạch chứ nó không bị ám. Nó không bị ám tím. Đây là mầm xanh sạch. Mầm xanh sạch thì đây thì anh chị có thể nhìn thấy là cái từ gốc đến ngọn của nó đến thân là đều xanh sạch. Quan trọng là cái chỗ khớp cổ lá này. Khớp cổ lá và cái đầu lá đây. Và những đầu lá đầu tiên này là khớp với cả những khớp này. Nó không ám tím là được. Là chuẩn cây Hà Đông. Thường thì là như thế, thường cây Hà Đông là nó xanh sạch như này bởi tất cả va nó đều xanh sạch. Nếu như cây mua cái trắng Hà Đông mà thân nó không xanh sạch cái này ý, thì chắc chắn nó không phải cái trắng Hà Đông. Bởi cái trắng Hà Đông là mặc định là thân là nó xanh sạch như này. Nó là dòng lá dòng bên trong thân nó nhỏ thôi chứ nó không có thân to, nuôi to lắm thì nó chỉ tầm 1,5 m đổ về thôi, chứ nó không to như dòng Hòa Bình. Dòng Hòa Bình thì thân nó to hơn và lá nó to dài hơn nhiều. Thân lá to hơn, còn cây này dòng lá bé, lá nhỏ, thân nhỏ. Đấy, thì như cây này thì cái thân của nó thì dài ngắn, to nhỏ đấy các bác cũng biết là phải nuôi ấy. Do nuôi trồng nhiều, nuôi trồng thì mới biết được là to hay nhỏ và dài ngắn. Còn thì bây giờ thì thân thì nó cũng chỉ dạng xem thế thôi như các cây phi điệp khác. Còn lá của nó thì dạng lá nhỏ và nó thuôn thon đều hơn. Đây là cái lá đã bị vàng sắp rụng rồi. Còn đây là cái lá nhỏ của nó, lá của nó thì nó chỉ to từ khoảng 1,5-2,5 cm và dài khoảng từ 7-8 cm. Với những cái lá ở dưới gần gốc như này thì nó sẽ bé, về sau nó sẽ to lên và cái đoạn thầm giữa thân ấy như này thì nó sẽ dài ra. Mùa nở hoa của nó vào tầm tháng 4 dương lịch, năm tháng 4 dương lịch. Thì cây này nó cây rất là dễ hoa, thì chỉ cần trồng
khoảng tầm độ ký năm thứ hai là các bác đã có thể sưu tầm được hoa rồi, bởi cái này nó dễ hoa lắm, 30 sen là đã có thể có hoa rồi. Những cái cây trắng Á Đông này nó có cái ưu điểm hơn những cái cây trắng cũ khác, đó chính là cái cánh hoa của nó không bị rủ, tối là nó không bị ngủ, nó không bị buồn. Đấy, đây là cận cảnh bông trắng Á Đông. Đấy, nó là trắng hết từ trong ra ngoài. Đây là cái bộ lưỡi của nó. Bộ lưỡi thì nó rất là nhiều lông và rất là đẹp. Cái này thì nói về bông hoa nó một tí thì em cũng xin nhấn mạnh đó chính là cái bông hoa này mắt của nó hơi vàng. Và đây là cánh hoa là hơi quăn. Hơi quăn đằng sau. Đường kính bông hoa của nó khoảng từ khoảng tầm độ 5 đến 8 cm. Nó tùy vào khi mà mình nuôi đạt ấy, hay không nuôi đạt ấy. Thì đây thì nó sẽ là phân bổ cái bông nó to hay nhỏ, và cánh nó có bầu hay không, cánh nó cứng hay không, cánh dày cánh mỏng. Thì nó phụ thuộc nhiều vào cái vấn đề là cây nó có được ăn dinh dưỡng đủ không ấy. Đấy, cái này là trắng mắt vàng, mũi trắng, trắng tuyền cả bông. Và nó không nó là cây có lâu đời lắm, nên khuôn hoa này thì mọi người có thể chụp lại và lưu về để tìm hiểu xem mua được cái cây đúng cái cây trắng Á Đông. Bởi vì bây giờ là năm nay như từ năm 2017 ấy, thì là hàng Thái Lan về rất là nhiều cây trắng gieo hạt rất giống cây trắng Á Đông và rất giống nhiều cây trắng rừng khác, nên là nhiều người có thể là người ta lấy cây Thái xong người ta bán thành là cái cây rừng, đâm ra là giá trị của cái cây trắng rừng nó rất là bị đánh giá rất là thấp. Nhưng thực ra để mà đột biến là một bông phi hợp trắng đột biến thì là một điều rất khó hơn năm cây trắng rất nhiều và nó rất là ít. Nhưng mà từ ngày bị lẫn cái cây hàng Thái Lan về ấy, thì đâm ra là cái trào lưu người ta chơi hàng trắng là hạn chế hơn, ít hơn. Còn bây giờ thì nó là chủ yếu là năm cây trắng thôi. Cái trắng này thì cũng chẳng mấy người chơi, nhưng mà cây này nó vẫn là một cây rất đẹp và rất đáng để sưu tầm, bởi vì sau bao nhiêu năm thì nó vẫn có cực rất là ít những cái cây trắng đã nở ra, chứ không phải phi điệp rất ít trắng, chứ nó không nhiều. Tính sơ qua chỉ tầm độ cả Việt Nam mình nó chỉ tầm vài chục cây thôi, ít lắm, nó không như năm cây trắng phải hàng mấy trăm một bông. Những cây trắng này nó chỉ tầm độ 30-40 cây thì nó không có nhiều. Còn những cái cây mà lấy từ rừng Thái về ấy, thì rừng Thái thì thực ra thì người ta cũng sưu tầm, thì có thể là người ta sưu tầm bên Lào về. Còn những cái cây đã ra chai mô ấy thì cái thân lá nó khác luôn, nó khác hoàn toàn những cây rừng. Còn những cây này thì nó là những cái cây rừng thì thân lá nó có cái kiểu đặc trưng riêng của nó, đặc trưng riêng của từng vùng miền ấy. Và cái cách nở hoa của nó sẽ là rất là đặc trưng. Khi mà cách nở hoa đặc trưng thì tự nhiên là mình nhìn thân lá này mình sẽ đoán ra. Bởi vì ví dụ như cái cây này chẳng hạn, cây này nó là cây dòng mình trong ấy, thì nó thân lá rất là nhỏ. Khi mà mình chơi lâu, các bác chơi lâu thì các bác sẽ biết là cái cây này nó nhỏ lắm, thân lá nhỏ lắm, chứ nó không phải to quỵt như là cái cây Hà Đông được. Nhưng mà nó cũng không để gốc nhỏ mà thân to nhiều là thằng trầm hay là Hawaii thì nó lại khác. Đấy, thân phi điệp thì nhìn nó khác hoàn toàn với các loại thân khác. Thì các bác cứ chơi lâu rồi các bác sẽ hiểu cái vấn đề này, và các bác chỉ cần chịu khó nhìn cần và kỹ, để ý kỹ một chút là các bác có thể biết được. Bởi vì những cái cây trắng Hà Đông này nó đâu có nhiều đến mức mà bán 200.000 cây thì hay 200.000-300.000 cây là chắc chắn nó không thể có. Bởi vì những cây này người ta cũng chỉ nhân ra bằng cách là tách chiết chậu và tách chiết ki nhân ki trên thân ấy. Như cây này thì nở hai bông như này là vẫn còn rất là nhiều mắt, thì vẫn nhân ki rất là nhiều, thì có thể nhân giống thì nó sẽ rất là tốt. Nó cũng là một cây rất đáng sưu tầm, rất đáng chơi. Nhưng mà bởi vì là những cái cây Thái nó rất giống cái này, thế nên là mong rằng là các bác đi sưu tầm ấy cũng nên chọn được những cái nơi mà nào mà người ta bán uy tín, hoặc là những cây mà nó đang nở hoa, hoặc là nhà ít nhất là phải hoa chính chủ, hoa nhà đã nở rồi thì bác thì người bán ấy người ta mới biết rằng là cái cây này nó là cây rừng hay cây Thái, hay nó là cây hay nó là cây Đài Loan, hay là cây gieo hạt, hay là cây nhân mô, hay như nào, hay là một số cái kiểu dạng khuôn bông làm sao ấy, người ta phân tích được thì các bác xem, các bác tin tưởng thì bác sẽ mua. Còn nếu mà cái cây nào mà nhà người ta mà không có vườn nuôi ấy, hoặc người ta chưa nhìn thấy hoa bao giờ ấy, thì khi mà người ta nói về một cái vấn đề một cái cây phi điệp trắng này
thì nó cũng không, chắc chắn là sẽ không chuẩn lắm. Nhưng mà như những cái cây này thì là nó là cây rất là đẹp và rất đáng sưu tầm. Nhưng mà cũng vì là giá cả lên cao nên là nhiều người cũng là rất là kiểu dạng hơi tham tí, bán nhầm lẫn. Chứ cây này nó đẹp lắm, cánh bay, cánh bầu bay, lưỡi trắng, nhìn chung là trắng muốt. Đây là cận cảnh của cái bông trắng Hà Đông. Đấy thì em quay lại một lần nữa xong mong các bạn, em chỉ mong là các bác chơi và sưu tầm được những cái cây thực sự là đúng theo ý muốn của mình, đúng theo cái cây mà mình đã lựa chọn, đó chính là cái cây đẹp, sưu tầm ở vườn nuôi, sưu tầm giống và chơi hoa, thưởng hoa nó thật là đẹp. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào.